Tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định đây là vụ án đại diện điển hình lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống. Đó là sự cấu kết thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đều bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 8 năm tù giam về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tín Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn RISCO và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. 7 đồng phạm gồm Nguyễn Phước Ngọc, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố, cựu Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng thành viên RISCO, Đỗ Văn Phúc, nguyên thành viên Hội đồng thành viên RISCO, Trần Công Đức, nguyên thành viên Hội đồng thành viên RISCO, Nguyễn Thị Thúy Hằng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc 8, nguyên thành viên Hội đồng thành viên RISCO, Võ Hữu Hải, nguyên thành viên Hội đồng thành viên RISCO, Hoàng Hải Đăng, nguyên Phó Tổng giám đốc RISCO, Nguyễn Đình Phú, nguyên Phó Tổng giám đốc RISCO. Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân TP HCM quản lý, thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư, nhà ở xã hội, chung cư thương mại, cao ốc văn phòng. Sai phạm xảy ra do chuyển nhượng hai mặt bằng tại số 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 và mặt bằng 682 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, gây thiệt hại cho nhà nước 94 tỷ đồng. Trốn thuế trên 9 tỷ đồng, Nguyễn Văn Hải, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bảo Trang Cà Mau, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan. Theo hồ sơ của vụ án, Nguyễn Văn Hải đã mua cát san lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn, sau đó mua hóa đơn của các công ty do Nguyễn Vũ Hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào, kê khai, báo cáo thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Vũ Hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 đối tượng đã bị Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố. 3 đối tượng cùng một số đối tượng khác đã quay video và chụp ảnh các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó nhũng nhiễu can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm. Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra của Công an Sơn La, có khả năng làm luật bao luật, làm cho một số chủ phương tiện đã đưa tiền cho các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn huyện Hữu Lũng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra, Lý Văn Vũ và Hoàng Thế Vĩ cùng chú huyện Hữu Lũng có mâu thuẫn với một thiếu niên khác. Vào tối ngày 9 tháng 12 năm 2023, hai đối tượng đã rủ thêm 17 người tụ tập, chuẩn bị hung khí. Trên đường đi, các đối tượng đã lạng lách đánh võng, lê dao trên đường, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Gặp một người không quen biết, nhóm này đã ném chai bia, chặn đánh, làm thiếu niên này bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã thu giữ 7 xe mô tô, 2 con dao, vỏ chai bia và một số tang vật có liên quan. Tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định đây là vụ án điển hình cho lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống. Đó là sự cấu kết thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại cho nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đều bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là thành viên của nhóm có tên gọi là Giao thông Văn Minh 26 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó đối tượng Vũ Thái Sơn là giảng viên Trường Đại học Tây Bắc. Nhóm team Giao thông Văn Minh 26 được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, không gây phản cảm, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông, việc chấp hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La phát hiện 3 đối tượng Sơn, Thường và Lâm cùng một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm đã đi quay video, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối, có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của Công an tỉnh Sơn La, có khả năng làm luật, bao luật, làm cho một số chủ phương tiện, người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng. Qua hành vi trên thì tôi nhận thấy rằng là đó là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn, trú tại phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, là giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, Nguyễn Văn Thường, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và Vi Văn Lâm, trú tại xã Triềng Cang, huyện Sông Mã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đây là năm đầu tiên các em học sinh sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chính vì thế, ngay sau khi công bố phương án thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương công bố đề thi minh họa. Và để từ đây học sinh nắm được các định dạng, cách thức ra đề, từ đó có cách học và kiểm tra đánh giá bám sát hơn với chương trình học. Vừa kết thúc thi học kỳ 1, nhiều học sinh khá vui mừng khi được tiếp cận sớm với đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Dù là khóa học sinh đầu tiên sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng được tiếp cận đề thi minh họa sớm sẽ phần nào giảm bớt áp lực cho nhiều học sinh. Con thấy là con và các bạn cũng rất là hồi hộp trước khi mà đề thi được công bố. Tuy nhiên là sau khi thấy được dạng đề thi mới thì chúng con cảm thấy rất là thích thú, bởi vì chúng con sẽ được tập trung hơn vào những cái kiến thức xã hội và những cái cảm nhận riêng của bọn con. Mới mẻ và khác lạ so với những cái cấu trúc đề thi cũ mà bọn con hay được làm quen với ở những năm trước. Phần 1 thì khá là giống cái đề cũ, là chỉ là những câu trắc nghiệm ABCD khoanh một trong bốn câu. Tuy nhiên thì phần 2 con thấy là đã có sự thay đổi, là chuyển sang trả lời câu trắc nghiệm đúng sai và các câu trả lời trắc nghiệm tự luận ngắn. Có khá nhiều sự thay đổi ở cách ra đề thi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Ở môn toán không còn là 50 câu như trước, đề toán nay chỉ còn 34 câu. Các dạng thức của câu hỏi đa dạng hơn, gồm 3 dạng: câu hỏi nhiều lựa chọn, câu trả lời đúng sai và câu trả lời ngắn. Trước đây thì với cái kiểu đề cũ thì học sinh có thể học nhiều các cái mẹo mực. Tuy nhiên với theo cái đề mà minh họa mới ấy, thì rõ ràng là mẹo mực lúc đấy là không phát huy được tác dụng nữa, mà đòi hỏi học sinh là phải học nắm chắc kiến thức từ lý thuyết cho đến những cái phần kỹ năng để rèn luyện tính toán thì mới có thể là đáp ứng được theo cái đánh giá chung của đề mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề minh họa theo cấu trúc định dạng mới đã được thử nghiệm với 5.000 học sinh tại một số tỉnh, thành phố. Đây là tài liệu tham khảo để nhà trường định hướng ôn tập cho các em. Việc ra được đề thi minh họa cho chương trình mới là điều mong mỏi của cả học sinh và thầy cô, vì đây là lần đầu tiên các em tiếp cận đến sự thay đổi trong cách dạy và cách học. Từ việc dạy nội dung và kiến thức thì bây giờ chúng tôi đã chuyển sang là dạy phương pháp và kỹ năng. Tức là chúng tôi sẽ không đi sâu vào giảng dạy kiến thức của một bài, mà thay vào đó thì chúng tôi sẽ giảng dạy về đặc trưng cũng như là cách tiếp cận của thể loại. Làm thế nào để học sinh có thể áp dụng và tự cảm thụ được một ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Nhiều học sinh và giáo viên cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ra bộ đề với kiến thức lớp 11 và 12 để có đủ bộ đề tham khảo. Đồng thời thiết kế đề thi với độ phân hóa cao hơn để phân loại được học sinh khá, giỏi,